Xin chào, mình là Ben đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Chơi Đồ. Như vậy, sau suốt một thời gian dài dù cả thế kỷ thì cuối cùng chap mới nhất của One Punch Man cũng đã được ra mắt. Và phải nói rằng tác giả Murata đã khiến cho chúng ta vô cùng bất ngờ khi mà bác gần như mang hết những trang truyện ở trong bản gốc lên chap mới nhất này. Và có lẽ một trong những điều bất ngờ nhất trong chap 218 vừa qua đó chính là sự trở lại của tinh trùng đen. Chúng ta đều thấy đó là những tế bào cuối cùng của tinh trùng đen đã bị chày sắt tiêu diệt trong trận chiến trước đó sau khi mà tinh trùng bạch kim xuất hiện. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì hiện tại một tế bào vẫn còn sống. Và có lẽ vì muốn dành sự tôn trọng to lớn cho bản gốc, thế nên Murata đã không bẻ hướng câu chuyện đi quá xa so với bản gốc. Chính vì thế mà tinh trùng đen mới được giữ lại. Và chấp chuyện vừa rồi mới giống với chuyện gốc nhiều như thế. Và như mình đã từng nói thì số phận của tinh trùng đen vẫn là một ẩn số. Chính vì thế mà chúng ta không biết rằng liệu quái vật này có thực sự bị tiêu diệt hay chưa. Và nay thì mọi thứ đã sáng tỏ khi tinh trùng đen trở lại cùng với Rover. Vậy thì là một kẻ cực kỳ bu mô, từng có ý định lên ngôi thay thế cho Orochi. Liệu tinh trùng đen sắp tới có kế hoạch gì trong tương lai? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Tinh trùng đen vốn dĩ là một quái vật đầy bu mô. Như mình đã nói, cũng như là những ai theo dõi One Punch Man bao lâu nay, thì có lẽ các bạn cũng biết đó là tinh trùng đen là một quái vật cực kỳ thông minh và nhiều mưu mô. Chính vì thế mà chắc chắn là sẽ không có chuyện quái vật này chịu yên phận sống phần đời còn lại của mình trong yên bình rồi đấy. Bằng chứng cho việc này, chắc chắn là tinh trùng đen vẫn sẽ có một âm mưu nào đó sau khi may mắn sống sót qua cuộc chiến vừa rồi. Đó là trong quá khứ, quái vật này đã từng có âm mưu lật đổ Orochi. Trong cuộc họp của Hiệp hội Quái vật sau khi tấn công các thành phố thì chúng ta đã thấy rằng vua quái vật Orochi đã có một trận chiến với Garou, và sau cuộc chiến thì Gioro đã tuyên bố rằng nếu như có bất kỳ một quái vật nào có thể đánh bại được vua quái vật thì kẻ đó sẽ trở thành tân vua quái vật của Hiệp hội Quái vật. Và trong khi hầu hết các quái vật khác đều tỏ ra lo sợ trước Orochi thì tinh trùng đen lại ủ mưu rằng một ngày nào đó hắn sẽ hạ vua quái vật. Bởi lẽ rõ ràng, tinh trùng đen đủ thông minh để biết rằng hiện tại vẫn chưa ai có thể hạ được vua quái vật. Thậm chí khi tinh trùng đen quyết định hợp nhất để tạo thành tinh trùng bạch kim thì cũng không thể chắc chắn sẽ hạ được Orochi, bởi khả năng của vua quái vật vẫn chưa được bộc lộ hết. Thế nhưng tinh trùng đen đủ thông minh để biết rằng nếu hắn kiên nhẫn thì vào một thời điểm nào đó thích hợp, chắc chắn danh hiệu vua quái vật sẽ thuộc về mình. Từ đó có thể thấy rằng tinh trùng đen là một kẻ rất mưu mô và xảo quyệt. Khi hắn gia nhập vào Hiệp hội Quái vật cũng chỉ để âm mưu một ngày nào đó trở thành kẻ đứng đầu của hiệp hội này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy rằng rõ ràng sức mạnh của tinh trùng đen cũng lớn không kém gì tham vọng của hắn. Chính vì thế mà nếu như tinh trùng đen có mơ mộng rằng ngày nào đó hắn sẽ trở thành vua quái vật cũng là một điều hợp lý. Vì thử nghĩ mà xem, một kẻ như tinh trùng đen thì làm sao chấp nhận được số phận mình phải cúi đầu trước kẻ khác, đúng không nào? Ngay cả trước khi hiệp hội quái vật bị tấn công bởi hiệp hội anh hùng thì nhóm các quái vật cấp cao cũng đã không có ý định tuân lệnh những kẻ đứng đầu như Orochi hay Gyogoro, và tất nhiên là trong số đó có cả tinh trùng đen. Vì vậy mà có thể nói rằng, sắp tới, dù cho có gia nhập vào team của Thánh Sai, thì tên quái vật này vẫn sẽ có một âm mưu nào đó, chứ không dễ gì hắn chịu yên phận làm con sen cho Thánh Sai đến cuối cuộc đời. Một điều bí ẩn trong chap 218 vừa rồi, chúng ta vẫn chưa được giải thích, và mình tin rằng nhiều bạn cũng đang thắc mắc là khi đọc tới chapter này thì làm cách nào mà tinh trùng đen vẫn còn sót lại một tế bào khi mà những tế bào cuối cùng của hắn đã bị chày sắt tiêu diệt. Thật ra thì sau khi đọc qua chapter này và nghiền ngẫm lại các chapter cũ thì mình nhận ra một vài điểm bất thường mà có thể nói là quá nhỏ để các bạn có thể để ý thấy. Đó là trong cảnh mà chày sắt tưởng rằng Khiên Đại Đế đã thành công trong việc thực hiện tuyệt kỹ tối thượng của mình để bắn vào tinh trùng bạch kim thì chúng ta có thể thấy một tế bào tinh trùng đen bị đập cho nát bét. Thế nhưng dường như là tế bào này vẫn chưa thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn, vì cơ thể của nó dường như vẫn có thể có sự sống. Từ đây có thể suy ra hai hướng là chày sắt vẫn chưa thực sự tiêu diệt được những tế bào cuối cùng, nhờ đó mà một lượng nhỏ 100 tế bào đã tách ra và thoát. Hai là những tế bào tinh trùng đen khác, nếu chỉ bị thương ở một mức độ nhất định, thì lượng protein ít ỏi còn lại sẽ tập hợp với nhau để tạo ra một bản thể mới. Và ở đây, mình nghiêng khá nhiều về trường hợp chày sắt đã không tiêu diệt tận gốc tinh trùng đen, nhờ đó mà quái vật này mới có thể sống sót đến thời điểm hiện tại. Vậy nhưng ở trường hợp thứ hai thì nó cũng khá là hợp lý, bởi lẽ chúng ta đều thấy đó là tinh trùng đen có thể hợp thể với các bản thể của mình, và bởi vì hợp nhất lại từ lượng protein quá ít ỏi nên bản thể hiện tại không còn đủ mạnh để có thể phân chia nữa. Chính vì thế mà tinh trùng đen giờ đây cũng trở nên vô cùng yếu ớt và chỉ có thể sống vật vờ để chờ thời cơ tích trữ protein. Điều này cũng lý giải cho việc tinh trùng đen đã rất lo sợ khi phát hiện ra Big God quay trở lại hiện trường, và hắn đã phải vội vàng tìm vài con côn trùng để có thể bổ sung lại lượng protein.
Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết của mình, còn đáp án thực sự thì đành phải chờ tác giả trả lời vậy. Một thông tin bên lề mà chúng ta cũng không nên bỏ qua đó là hiện tại, ngoài Genos là những người biết thánh sai hạ Garou, thì giờ đây tinh trùng đen cũng đã gia nhập vào danh sách những kẻ biết được về sức mạnh cũng như là việc xe hói đã hạ Garou trong trận chiến vừa rồi. Và thậm chí là tinh trùng đen không chỉ được xem một cách gián tiếp như Genos, mà hắn được tận mắt chứng kiến cú đấm của thánh sai dành cho Garou. Chính vì thế mà có thể nói rằng, hiện tại, tinh trùng đen đã gia nhập vào danh sách những người biết đến sức mạnh của thánh sai. Và cũng có một bí ẩn xuất hiện ở chi tiết này, cũng liên quan đến một mà mình vừa nói bên trên. Thì tinh trùng đen rõ ràng là đứng bên ngoài quan sát rất lâu toàn bộ cuộc chiến, chính vì thế mà hắn đã có một góc nhìn cực kỳ bao quát về trận chiến lần này. Như vậy khả năng cao, bản thể này ngay từ đầu chính là phương án an toàn của tinh trùng đen, dùng đến trong trường hợp xấu nhất, nếu tất cả các bản thể bị tiêu diệt, thì vẫn sẽ có một bản thể cuối cùng sống sót, đó là bản thể đứng bên ngoài cuộc chiến để quan sát mọi thứ. Cũng vì không cần tham gia chiến đấu nên bản thể này mới không có sức mạnh, mà chỉ đơn thuần là quan sát trận chiến để cung cấp thông tin cho sau này. Lý do tinh trùng đen muốn ở nhờ vào nhà Saitama. Như mình đã nói thì hiện tại tinh trùng đen đã biết rằng Saitama là một người cực kỳ mạnh mẽ và có thể là mạnh nhất trong cuộc chiến vừa rồi. Chính vì thế mà theo lẽ thông thường thì tinh trùng đen phải tìm cách tránh xa Saitama càng xa càng tốt. Thế nhưng một trong những điều khiến hắn quay xe đã được tác giả cho thấy rất rõ trong cháp vừa rồi, đó là hắn đã nhận thấy sự lương thiện của thánh sai và tình yêu của Saitama dành cho động vật. Vì vậy mà có lẽ tinh trùng đen đã quyết định khai thác điều này để có thể nhận được sự che chở của thánh sai. Vì như các bạn đã thấy thì sau khi nhìn thấy thánh sai không giết Rover, tinh trùng đen liền nghĩ rằng mình có thể lợi dụng tình yêu dành cho động vật của ông thầy đầu hói để lẩn trốn khỏi sự truy lùng của hiệp hội anh hùng, vì thần lợn đã cảnh báo rằng vẫn còn quái vật chưa xử lý. Và với việc hiện tại One Punch Man đang dần đi theo hướng của chuyện gốc, thì có lẽ là tinh trùng đen sẽ cầu xin thánh sai cho mình theo chân để chăm sóc Rover. Bởi lẽ trong mạch chuyện gốc thì nhờ bám dài như đĩa theo Saitama và năn nỉ hết cả nước bọt thì Saitama mới đồng ý nhận nuôi Rover và tinh trùng đen, và tinh trùng đen sẽ phải có nhiệm vụ chăm sóc cho chó địa ngục. Ngoài ra thì tinh trùng đen cũng sẽ quyết định ở cạnh Saitama một thời gian để tích trữ protein cho đến khi hắn lấy lại được sức mạnh. Ngoài ra thì tinh trùng đen cũng dự định âm mưu sẽ lập một vài kế hoạch sắp tới trong tương lai, nhờ đó mà hắn quyết định nương tựa vào xe hói cho đến lúc đó. Vậy thì kế hoạch và âm mưu của hắn có thể là gì? Nếu như phỏng theo chuyện gốc thì có lẽ tinh trùng đen trước tiên là tích lũy protein để lấy lại sức mạnh, sau đó thì hắn sẽ bắt đầu xây dựng lại một hiệp hội quái vật mới và lấy chính nơi ở của Saitama để làm trụ sở. Nghe qua thì các bạn có thể cảm thấy khá hoang đường đúng không? Bởi lẽ tinh trùng đen đang ở ngay tại nhà thánh sai thì làm sao mà có thể thực hiện âm mưu này được? Thì như mình đã nói, tinh trùng đen là một quái vật thông minh, vì thế mà hắn phải tích trữ protein trước rồi sau đó mới thực hiện kế hoạch của mình. Và với IQ vô cực của mình, chắc chắn hắn sẽ tìm ra cách để có thể qua mặt thánh sai, như cách mà hắn đã thành công thuyết phục xe hói nhận nuôi mình. Vậy nhưng làm cách nào để qua mặt được xe hói thì chúng ta phải để thời gian trả lời. Còn việc liệu rằng hắn có sợ sức mạnh của Saitama hay không thì chắc chắn tinh trùng đen không hề sợ nhé. Rõ ràng là hắn biết Saitama là một kẻ cực kỳ mạnh và không dễ dàng gì để có thể đánh bại được Saitama. Thế nhưng với tính cách của một kẻ ngạo mạn, thậm chí là còn đòi lật đổ Orochi, thì tinh trùng đen chắc chắn tin rằng nếu thời cơ đã đến, hắn sẽ có thể đánh bại được Sai Hói. Và trong thời gian này, hắn sẽ quan sát để tìm ra điểm mạnh điểm yếu của Saitama để có thể khai thác trong tương lai. Ngoài ra vì hắn cũng không biết rằng thực sự Saitama mạnh như thế nào, vì vậy mà tinh trùng đen có lẽ nghĩ rằng bản thân của hắn sẽ mạnh hơn Sai Hói khi mà tích trữ đủ protein. Bởi thế mà hắn mới dám âm mưu phản bội lại thánh sai. Ngoài ra thì có thể là tinh trùng đen cũng đang âm mưu đưa tinh trùng vàng hoặc thậm chí là tinh trùng bạch kim quay trở lại. Bởi sau trận chiến vừa qua thì chắc chắn là hắn đã tích lũy được rất nhiều thông tin của các anh hùng và ngay cả Saitama. Chính vì thế mà có lẽ tinh trùng đen sẽ đưa hai gã tinh trùng kia quay trở lại nhưng với sức mạnh lớn hơn nhiều và sẽ lựa chọn đối thủ phù hợp để hạ gục trước rồi sau đó mới tới những kẻ mạnh. Và với lợi thế đã biết rất nhiều thông tin thì tinh trùng đen có lẽ sẽ biết cách để khiến cho tinh trùng vàng hoặc tinh trùng bạch kim có thể khai thác điểm yếu của các anh hùng trong tương lai. Ngoài ra thì chắc chắn là hắn sẽ còn tính toán tới việc gia tăng sức mạnh để có thể đụng độ với thánh sai trong trường hợp bất khả kháng. Chính vì thế mà sắp tới, tinh trùng đen sẽ bắt tay vào việc tích trữ protein ngay lập tức sau khi dọn về nhà của Saitama để có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Ngoài ra thì hắn có thể sẽ còn có âm mưu phá hoại nội bộ của hiệp hội anh hùng từ bên trong hoặc lợi dụng hiệp hội anh hùng và hiệp hội anh hùng neo sắp tới đấu đá với nhau để hắn có thể ngư ông đắc lợi. Trong chuyện gốc thì nút nhạc
Bướm DX và Ếch Con ngồi bàn chuyện với nhau về hiệp hội anh hùng neo đang đối đầu với nhau. Mọi thứ đã bị Tinh Trùng Đen nghe thấy hết và hắn đã tỏ ra rất khoái chí với thông tin này, nên rất có thể Tinh Trùng Đen sẽ biết cách khai thác nó trong mạch truyện chính để tận dụng sự hỗn loạn cho kế hoạch của hắn. Và hơn hết là làm suy yếu đi lực lượng của phe anh hùng, để khi hiệp hội quái vật mới được thành lập và đang trong giai đoạn kiến thiết cũng sẽ không chịu sự tấn công gắt gao từ phe anh hùng nếu bị phát hiện. Bởi lẽ nếu tình hình nội bộ của phía anh hùng không ổn định thì khó mà có thể giải quyết được các vấn đề khác một cách nhanh nhất. Nhờ đó mà Tinh Trùng Đen sẽ có thời gian củng cố được lực lượng của mình để tạo ra hiệp hội quái vật 2.0.